Bạn đã xem đi. Nay xong sớm thì tối con đi chơi. Mọi người nhớ thì xem like cho em xin một chấm nhé. Chấm bài cho em Lan nào. Chị Hà Moon cho em xin lại số nhá.
gọi lại cho Becca Ho này, gọi điện chốt, gọi điện chốt hàng lại cho Becca Ho nhé. Rồi em chuẩn bị lên đầu này, các tình yêu nhớ chấm bài cho em nhé. Hôm nay đầu lên sẽ bán giá chiên cho mọi người rất là rẻ. Thế là nhớ chấm bài cho em Lan rồi nhé. Chị đọc lại cho, đọc cho em chứ. Em cứ ngồi ở đâu à? Không thấy như nào? Không,
lâu lâu là dấu quần cho em 7.000 phối màu của thằng Nguyễn này, lâu của bé Lương. Trời ơi, lông váy lông hàng hiếm này, trời ơi nhìn cho em đỉnh chưa, con này đi mua tầm 500.000, 50 cân quay đầu nhá. Váy lông 9.000 cho em, chốt cho em váy lông 90k. Lông này là kiểu lông ép nhá, lông mềm mịn đó, nó như thế này. Ai để lông chốt lông ngay cho em Lan nhá, lông kẻ túi lại cho em. Lông này vàng theo size S 60.000, chốt cho em vàng 60k size S, vàng 60.000 size S. Chẳng có nhân không ai chốt luôn, vàng 60.000 size S nhá. Ai để vàng chốt vàng cho em Lan. Tay của nó đây, tay pha trắng nhá, vàng. Mà kể em cốt sao ấy, sao ấy, nhưng không được. 70k chốt trên mặt túi này, size L. Con này size ML đều vừa này. Lông của chị Hoàng Minh Thúy đây nhá. Ờ, qua kho chọn đang chưa vàng của Lan Hương. Nghĩa là bây giờ này, phối màu ấy nhịp. Nghĩa là bây giờ chúng nó làm đây này, vừa là vừa like này, hai đứa nó không là kịp cho chị like để mà treo bán, chúng nó không là kịp để treo bán. Rồi chị sơ cơ la Nguyễn treo sổ điện thoại lại đi, để bao giờ rảnh rảnh nhá thì treo cho mọi người qua mua nhá. Hàng thì bao đẹp rồi, phải đẹp cho em hàng cho em. Rồi kiểu đen trắng này 60k, kiểu đen trắng 60.000. Chị sơ cơ la Nguyễn treo sổ lại nhá, đen trắng 60.000 tầm 53 cân quay đầu. 53 cân quay đầu chốt cho em kẻ đen trắng này. Vàng quá. Lan Hương ơ. Đen kia nó như thế này không thấy đâu. Cho em ấy chị hai. Tốt. Chị đọc chốt tên rồi không biết nhớ không? Thấy số điện thoại là không hỏi, nó không hỏi phải tầm có mấy phút chứ không hỏi đâu. Mày quên rồi. Nếu bây giờ bao giờ mới la nhanh được. Mai Trang kẻ đen trắng này. Rồi con này đẹp lắm, size L. Đây chất len lông cho em này. Rồi chốt cho em mã số 3 đi. Mã số 3 70.000. Hàng này đẹp nhá các chị nhá. Chị đọc số Lan Hương. Mã số 3 70.000 này. Em chốt vàng chưa? Ờ, con đấy á, cho vào hàng lúc 2 rồi. Cho vào hàng nước 2 rồi đấy thôi. Mà số 3 đây đúng không? Cố quên xe này. Rồi bây giờ tiếp sang phối màu này. Mọi người đợi em một tí này. Ờ, nó đang bị đơ. Rồi Trang có nhân bảo quên xe này. Ngồi đợi. Được chưa? Bây giờ là đen trắng của Chu Đoàn Mai Trang có thấy không đây? Kẻ chứ. Ừ, để cái đen trắng đấy, mà đen trắng mà. Ghim tên rồi đấy. Trời
460k này. Ai lấy cái này chốt cho em mã số 46.000, đang live 2 máy nên là mọi người phải chốt thanh nha. Em đang list 2 máy. Mã số 46.000. Rồi chốt cho em váy lâu 7.000. Váy nhá, chốt cho em mã váy. Váy 70k này. Mã số 4 của chị Phạm Hiền. Con này chốt cho em váy 70.000. Váy 70k này. Váy 70.000 nhá. Ai lấy váy chốt cho em mã váy. Quay đầu này, lông cho em 79.000. Chốt cho em màu lông 79.000. Đấy. Nâu của chị BK ho. Hai. Yến ơi. Em bị làm sao đấy? Tao cứ đọc tên chốt của người mày đi, xong rồi mày ngồi đần ra mày không chốt xong lúc sau mày đọc được cả. Nâu chốt rồi. Phạm Yến ạ. Máy qua đây. Trịnh Thị Thu Huyền máy này. Rồi lốc này. Lông của chị Phạm Hiền này. Máy của Trịnh Thị Thu Huyền này. Đến giờ còn không chưa? Để đấy tí tí gọi tiếp đi. Giá kẹt con này đi đăng đông. Chúng có đợi được đâu. Chị ghim rồi đấy. Có nhanh nhá. Alo, 10.000 số.
24 của chị Phạm Hiền. Đỏ size M 60.000. Đỏ size M 60k này. Chốt cho em mã đỏ 6.000 size M. Đây này, những cái con này mọi người đi mua tấm cho mấy cho em nhé. Đỏ size M. Đẹp nhỉ. Rồi hàng hiệu cho em. Hàng hiệu này. Con này size M này. Chốt cho em hàng hiệu kèm khối ngoại ở giá là 59.000. Hàng hiệu 59k cho em. Đỏ của chị Chu Đoàn Mai Trang, hàng hiệu 59.000. Rồi khoác đỏ 70k cho em. Khoác đỏ 70.000. Khoác đỏ size ML nhá. Khoác đỏ size ML 70.000. Hàng hiệu của chị BK Ho. Kể size L 80k. Kể size L. Em mới công nhận em bị đỡ. Em bị dối rồi. Chị Nguyễn Thị Mai chốt hàng kèm số điện thoại em mới chốt nha. Thank you.
chấm bài tương tác tốt cho em một cái free ship này. Yến nhá, ở Hương nhá. Đối cái lối đó, kem của Mít Thắm này. Rồi chốt cho em lỉ có mú size L 100.000. Có mú 100k size L. Có mú 100.000 size L. Chị đừng nghĩ đi Yến. Rồi, gel size L 80.000. Chốt cho em gel 80k size L nhá. Nhớ nhá, nói giữ lời. Tí em sẽ được tí nhá. Em là không free ship cho ba bạn. Em là con cún luôn. Nó nói chọn cho ba bạn này. Hương thấy trộn nhá. Hương nhìn là Hương thấy tiếc. Nỉ của chị Phạm Hiền. Rồi con này chốt cho em Đinh này. Đinh nhá, Đinh 60.000. Đinh 60k size M. Steve.
kiến là kiến xem ra được hết. Xem cho mình tính nó ra một loạt thế nào ấy. Mày kêu của chị Lan à? Không. À tại chị Lan đừng đi. Rồi cứ chốt cho Thủy Tiên đi. Có ai thêm tìm không? Không, chọn nhiều cọc 500 không chọn cọc được. Đen nó con gì nhỉ? Chị Trang Anh cho em xin số nhỉ. Đen nó con gì? Thank you.
cho chị Nguyễn Thi nhá. Mà số 1 kèm số điện thoại nhá. Rồi cho em cao cổ. Cao cổ bao nhiêu? 69. Cao cổ 69.000 này. Ờ, Nguyễn Thị Mai chốt, đừng có chốt giá tiền nhá, sẽ không phân biệt được là em chốt cái gì đâu nhá. Rồi ai lấy cao cổ chốt em cao cổ. Má 1 của chị Nguyễn Thi. Đen trắng là bạn đẹp nhá. Đen trắng 65.000 size 1. Đen trắng 65k size M, cao cổ chị Phạm Hiền. Đen trắng 65.000 size M đen. Ui, đẹp quá chị ơi, tay bồng này. Xanh rêu cho em Lan nhá. Xanh rêu 69k size S. Xanh rêu 69k S. Cái này là tay như này. Đó, tay nó rất là đẹp. Không có hốt đi đâu. Tay bồng nhá. Rêu 69.000. Chị ơi làm sao để được pin ship này. Rồi chu đào mai sang là phải quy xiết rồi. Rồi chấm bài nhiệt tình vào. Rồi cái này chốt cho em mã số 3. Size L mặc đẹp lắm. 65.000 mã số 3. 65.000 mã số 3 cho em. Xanh rêu của chị Sô-cô-la Nguyễn. Mã số 3 65.000. Mã số 3 65k này. Rồi cái này này size L. Size L này họa tiết 70.000. Họa tiết 70k size L. Chọn ra 3 bạn nhé. Mọi người biết ship lên rất là cao. 35, 40, 50 là chuyện bình thường này. 3 là con đấy á. Mã 3 của chị Sô-cô-la Nguyễn. Họa tiết Nguyễn Thanh Vân này. Em ơi cọc 200.000 đi nhá. Xong là báo chị này. Để tiền chốt hàng hơn. Rồi vàng size M này. Vàng size M 69.000. Con này cổ ren này. Vàng size M 69.000. Vàng size M 69.000. Màu size M 70.000. Áo nhiều màu size M 70k. Vàng của Thắng Nguyễn này. Áo nhiều màu size M 70.000. Hôm nay chất len mịn nhá. Em gần nhắn trước mà không được á. Nhưng mà ví dụ chị chốt áo nhiều màu thì em chốt áo nhiều màu kèm số điện thoại nhá. Áo nhiều màu kèm số điện thoại này. Rồi khoác xanh tay bồng nhá. Con này đẹp. Khoác 70.000 cho em. Chốt cho em khoác 70k size M nhá, đẹp lắm tay bồng này. Khoác 70.000 size M nha em. Ai lại khoác cho khoác. Khoác kèm số điện thoại nhá. Khoác kèm số điện thoại. Áo nhiều màu của chị Phạm Hiền. Rồi size M này, chốt cho em mã điệu 70.000. Điệu size M 70.000 nhá. Điệu size M 70.000 này, khoác của Ly Mi. Điệu size M 70.000. Váy lông tím size L.
hàng tít rồi nhá. Đây này. Đây nhá chị nhá. Rồi đỏ 60.000. Đỏ 60k trên. Đây này đỏ chốt đỏ 60.000. Và chốt 100.000. Đỏ 60.000 nhá. Chị Hương Giang cho em xin số nhá. Chị Hương Giang Thanh Vân trích 150.000 à? Thanh Vân chọn gì đấy à? Rồi váy lâu cho em này. Váy lâu 75.000 nhá. Váy lâu 75.000. Đen trắng size màu 69k. Đỏ của chị Thiên Bình. Đen trắng size màu 69k. Nguyễn Thị Mai có chốt hàng nhỉ? NT Bích Tuyền cho em xin lại số nhá. Thôi đừng để quà cho chị. Chị lắm được. Em cho em mấy hôm thôi. Rồi ok. Rồi váy trắng thêm 70.000. Váy trắng 70.000 nhá. Oversize. Váy trắng 70k oversize cho em. Ai lấy váy trắng chốt cho em váy trắng 70.000 oversize. Váy trắng 70.000 nhá. Oversize cho em lại. Có đơn rồi mà. Khoác 50 cân đổ lại này. Khoác hồng 60.000. Khoác hồng 60k cho em. Ai lấy khoác hồng chốt khoác hồng 60.000. Khoác hồng 60.000. Đó mọi người vừa xem like cho em lại vừa chấm bài cho em lại còn được free ship chứ. Đó. Chọn ra hai bạn rồi. Em đã chọn được hai bạn rồi, tiến cho đọc tên. Đó. Rồi kể cho em này. Kẻ xanh 70.000. Kẻ xanh 70k. Kẻ xanh 70.000. Chu Đào Mai Trang là chắc chắn là phi ship rồi, nhớ nhá. Mai nhắc nhân viên là chị này phi ship cho Chu Đào Mai Trang nhá. Đó rồi nó tăng tương tác đi. Ngày hôm nào thì đi. Rồi. Rồi chốt cho em cao cổ 69k. Cao cổ này tay của nó pha nhung này các chị nhá. Cao cổ 69.000. Cao cổ 69.000 size M. Cao cổ 69k size M. Em ở vào đấy có quần đẹp. Quần bà Hiền lên chưa?
đầu của chị lấy thử. Cao cổ của chị Trang Anh. Em có quần ống suông nào đẹp đẹp cho em xem nhé. Ôi, rồi vịt 7.000, váy vịt salad 7.000 này. Váy vịt 7.000 cho em. Gửi cho Hương nhá. Gửi cho Uyên đi, Uyên rảnh nhất. Ôi, bị ao phải Facebook rồi. Em mở mọi người vào lại, lại mới chị Lan còn cao cổ của ai? Em bị ao rồi. Rồi vịt 70 này. Ao ở đâu đấy? Thằng nhân đúng không? Vịt 70 này. Rồi, chất siêu dày dặn. Con này tay suông cho em này. Cho em lan hồng 69.000 các chị nhá. Hồng 69k cho em. Ai này, ai lấy con này chốt cho em hồng 69.000. Hồng 69.000 nhá mọi người nhá. Hồng 69.000. Rồi lông cho em 70k size M. Lông 7.000 size M. Lông 70k size M nhá. Em bị vừa bị ao ra đồ này cứ like là bị ao này. Lông 7.000 size L. Rồi 58 cân đổ lại nhá. Tay phối màu 69k. Hôm nay bán rất là rẻ rồi mọi người ạ. Nên cố gắng chốt nhá. Tay phối màu 69.000. Mọi người à, Mít Thắm trang, sang trang fanpage cho chị đi. Mít Thắm sang trang fanpage chấm bài chị nhá. Chấm ở đấy tương tác nó không bị chặn. Hôm nay mình đấy trang cá nhân đường này bị chặn lắm. Lông của chị Hoài Tít phối màu này. Mít Thắm sang trang fanpage đi. À ừ, sang trang fanpage cho chị này. Tay phối màu của LT Bích Tuyền này. Thích quá à. LT Bích Tuyền đâu chị xem thế. Trang ấy đâu. Fanpage à. Mày Yến đâu rồi em ạ. Quay quay ấy. Được rồi. Rồi con này chốt cho em này. Phạm Thủy An à? Kêu ghim thế này không thích. Nhà mình toàn ghim thế này. Nếu mà em cứ thích ghim thì mình sẽ không thể bán được cho em ý được. Cái này lấy không khéo chắc là sẽ mạnh quá. Hả? Rồi phổi, à con này này. Muối tiêu cho em 79.000 size L nhá. Muối tiêu 79k size L. Thủy An hình như đấy chưa có một đơn. Thế à, Lê Thanh Tuyền lấy tỷ à? Ok, đúng rồi, lấy 5 chiếc thì bán 2 chiếc lấy lái rồi. Đó, ví dụ là em bảo này, mọi người lấy lên nhà em về này. Nếu mà người chụp lên mà khách thích, đó, bạn bè mình thích thì mình có thể bắt lại. Và lại lên like nhà em thì lại mua sản phẩm khác riêng nhà em này. Ngày nào cũng like lên và mọi người săn toàn được con đẹp thôi. Nên là không cần ngại ngùng gì nhá. Ai thích mọi người cứ bán đi. Mình bán, mình xin lời, mình lấy tiền đấy mình ạ. Mua hàng tiếp, con lại xin lời tiếp. Này, rồi muối tiêu này. Mua 5 cái bán 2 cái nào có lái rồi. À đã hề gốc rồi. Muối tiêu của chị Nguyễn Thanh Vân. Ừ đúng rồi. Rồi xanh này đẹp này, xanh 7.000 cho em. Xanh nhá. Xanh size M 7.000 này đẹp này. Xanh size M 7.000 này. Đẹp thế, xanh size M 7.000. Con này hàng hiệu nhá. 55 cân quay đầu. Chốt cho em đen trắng 70.000. Xanh của chị 70. Chu Đoàn Mai Trang. Đen trắng 70.000. Mít Thắm mại phí ship có đơn chưa? Hai cái. Ồ, Mít Thắm này, Chu Đoàn Mai Trang phí ship này. Hai bạn thôi nhá. Em được hai bạn tương tác tốt nhất với Facebook của em. Đó. Đằng nào mình cũng săn áo mà, đúng không? Rồi cái này muối tiêu 60.000. Chốt cho em muối tiêu 60k kèm số điện thoại. 60k kèm số điện thoại con này cho em. Đen trắng của chị Hương Giang. 60k kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại. Em bao giá thị trường nhá. Bao giá toàn Facebook cho mọi người. Ôi con này đẹp quá.
tôi lấy size L cho em. 85.000 size L dấu quần nhá. 85k size L dấu quần cho em Lan này. Rồi kem size M. Kem size M 69.000. Em từ từ đứng lương. Rồi kem size M 69.000. Ok tình yêu. Kem size M 69.000. Kem size M 69.000. Kem size M 69.000 này. Em không thấy chị Nguyễn Thị Mai chốt hàng nhá. L của Bi Bông này. L đẹp mà lấy mặt kiểu dấu quân. L. Rồi này. Tôi chốt khoác 80.000 cho em. Đấy là kem. L đấy. Khoác 80.000. Tôi chốt cho em khoác 80k. Ô cái gì này? Cái chỉ. Kem 69k của chị Song Mai. Rồi khoác đen size S này. Em bán con này 50.000 nhá. Khoác đen size S 50.000. Cái này mọi người mặc áo 2 dây khoác đẹp hơn. Khoác đen size S 50.000. Thế chị không thấy bé ơi. Chị không thấy. Khoác nâu của chị NT Bích Tuyền. Phối sơ mi 89.000 size L. Phối sơ mi 89k size L. Rồi phối sơ mi này. Khoác này ngoài đây. Nguyễn Thanh Vân này. Rồi phối sơ mi này. Chích khoác đây. Cởi xuống đất. Được chưa? Để xuống đất. Cầm áo này lên nhưng mà hất. Rồi phối sơ mi này. Con này chất này mọi người nhìn chất này. Nó đanh như thế này cơ mà. Phối sơ mi. Chị vào lành, bây giờ thoát ra đi. Thoát, bây giờ sang trang cá nhân đi. Nguyễn Thị Mai sang trang cá nhân đi. Trang cá nhân anh không bị ẩn. Phối sơ mi của chị Trần Thanh Nga. Trang cá nhân em không bị ẩn, này sang fanpage rồi. Mới mà cái chất của nó sướng. Nhờ. Ôi, lâu 8.000 cho em. Rồi ai lấy lâu chốt lâu 8.000 này. Đâu có túi tắt này. Cái túi tắt mà khoác được. Một cái lên. Túi tắt được rồi. Rồi. Rồi khoác lâu này. Ở đâu? Tượng trưng đi, hai đứa làm tượng trưng một cái đi. Rồi chốt cái lông này. Lông 90.000. Lông size L 90.000. 3K chắc phải mai. Lông size L 90.000 nhé. Lông 90.000 nhá. Ai lấy lông chốt lông cho em. Đủ màu đi. Lông của chị VIC có em. Rồi váy cho em này. Váy đen nhá. Váy đen. Váy đen 40.000. Váy đen size 40.000 này. Này con này size S mặc đẹp. Xinh này, xinh chưa? Tối tay loe. Rồi chốt trên má đẹp đi. Bị hồng rồi sẽ bán rẻ, thấy không? Đó, bị đè màu rồi. Đè màu hồng rồi. Áo bị đè màu 40.000. Đè màu 40.000. Đè màu 40k cho em. Đè màu 40.000.
Rồi tay theo size L 75.000. Tay theo size L 75k nhá. Đèn màu của Mỹ Linh này, có đơn chưa? Rồi tay theo này, chị Mỹ Linh cho em xin số nhá. Tay theo 75.000. Tay theo size L 75.000. Rượu vang nhá, con này là màu rượu vang cho em. Rồi chốt cho em hàng hiệu 75.000. Hàng hiệu 75k. Ai lấy hàng hiệu chốt cho em hàng hiệu 75.000 cho em các chị nhá. Hàng hiệu 75.000. Phát 80.000 cho em. Phát size 80.000. Phát size 80.000 nhá. Hàng hiệu của chị Hoài Tít. Phát size 80.000. Tay theo đẹp thì hơi chốt. Vàng 69k size M này. Vàng 69.000 size M nhá. Anh lấy vàng chốt cho em vàng. Vàng 69.000 size M. 80k đồng này. Khoác. Vàng 69.000 size M. Khoác của chị Thiên Bình. Rồi phối màu 79k. Phối màu size L 79.000. Đây tất thì em về rồi mọi người nhá. Tất là thành 59.000 đúng không? 59.000 1 bao nhiêu? 1 2 túi. 1 cho 1 2 túi. 59.000 một túi. Phối màu. Đó em về tất rồi mọi người nhá. 59.000 một túi. 59.000 một túi này. Đây. Đó, tất nhà em đây có thể nghiệm. Phối màu chị Hoài Tít. Nguyễn Thị Mai chứ. Đó. Đây nha, tất nhà em đây nha. 59.000 một túi này có 10 đôi. Đó, ai lấy thì tất thì chốt luôn này. Cái màu này ghi đậm này. Ghi nhạt này. Màu lâu này. Màu đỏ này. Màu này màu. Màu xanh này. Đen này. Trắng này. Vàng này. Đó, xanh than này 10 đôi nhá. 10 đôi với giá là 59.000. Đó. 10 mình lấy một cái giấy ra nhé. 10 đôi với giá là 59.000 nhá. Bình thường mọi người mua là 69.000 đấy. Nếu mà lấy 2 túi là 101 cho em. 2 túi là 101 nhá. Đó, tất của chị Mỹ Linh. 2 túi là 101 cho em các chị nhá. Chờ em lại đi vào. Không, hàng tất này không có màu hồng. Đây này. Nó sẽ là như thế này này. Đây này, đó. Cho nên tập phải đứng lên nhá, cho chết mất. Đây nhá các chị nhá, đó là như thế này, nhìn thấy chưa? Đó là như thế này cho em nhá. Cái hàng này nó không có màu hồng, bảng màu của nó không có màu hồng nhá các chị nhá. Chị Nguyễn Ni cho tất trang số nhá. Đấy. Hai túi nhá, hai túi với giá là 101. Còn nếu mà mọi người lấy một túi thì là 59.000. Đây nhá. Cái chất này nó gọi là dai dai, đàn hồi cao. Nó tất không của chị Loan Nguyễn Hoài Tít này. Một túi là hai túi này. Một túi là 10 đôi. 10 đôi với giá là 59.000. Thế 6.000 một đôi thôi. Tất của chị Nguyễn Thanh Vân. Chị mua cho thằng Cam đó là 6.000 một đôi trẻ con. 7.000 rồi. Mà cái này nó sai lắm nhá, toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Ok này, Nguyễn Ly Tất này, Nguyễn Thanh Vân này. Chị Nguyễn Ly cho em hai, cho em xin số nhá. Hai túi là 101 này. Em thề luôn là đằng nào mọi người cũng mua. Tốt nhất là mua mấy túi đi. À, còn len mà. Đó. Đây. Đây nhá. Đó. Một túi là 10 đôi. Một đúng rồi. Một túi là 10 đôi cho em. Đây này, chị bé Linh hai túi. Đây này, đó, đá đàn hồi như này cho em. Đây, một túi là 10 đôi nhá. Ở mít thắm một túi. Ok, mít thắm. Mà có túi đựng cái này cho mình khỏi mất tất nhá. Tất xinh. Hai túi là 101, còn một túi là 59.000.
một túi của chị Mộc Trà. Đó, ai lấy tắt thì chốt tắt cho em nhá, để em để treo lại vào đây. Túi của Nguyễn Thanh Vân, ba túi tất này, 59.000 một túi, một túi 10 đôi, một túi 10 đôi. Rồi kẻ xanh cho em này, 69k cho em kẻ xanh, 69.000 size M, kẻ xanh 69k size M nhá. Ai lấy cái này cho em xanh, kẻ xanh size M 69.000. Rồi này, con rêu 65.000, tay thủ chốt cho em 65k. Rêu 65.000 cho em Lan này, rêu 65.000. Không, đợt này ít quá chị Minh Danh ạ. Chị bảo lại bây giờ nhá, thoát hẳn cái Facebook ra, vứt hẳn cái Facebook đi, xong vào lại. Mình thoát hẳn ra ngoài đi, mình gạt cho nó mất cái Facebook đấy đi, xong mình vào lại nhá. Bị ẩn rồi. Theo cho em này, 99.000 con theo này, để qua size L cho em nhá. 99.000 cho em Lan, 99.000. Đơn 1 chị ạ. Đơn 1 chị của anh ấy là 99.000. Điều của em. Thì đi làm đi, hai đứa đi đọc kiện đi. Ô, đi học kiện xong đi. Gọi chị Trinh, em nào chị thơ. Ok này. Nếu em bảo này tất nhanh có rất là nhiều. Tất nhanh rất là nhiều nên là mọi người muốn lấy thêm tất thì gọi điện chốt đơn thì báo là cho thêm tất đi. Ngọc Dung. Con này size S này. 40k size S cho em. Ai lấy con này chốt cho em 40.000. 40.000 size S này, 40k size S này, 40.000 size S này. Trời ơi đẹp quá. Này màu sang chảnh này, tím pha lông nhá. À quên, tím này, lông tím pha len. Pha tím pha len này. Đây này. Rồi mới link xe S này. Rồi này chốt cho em tím 75.000. Tím 75.000. Kẻ xe S 79k. Thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi nhá. Ví dụ là em chốt chị đọc tím thì em tím gạch ngang ABC gì đó nhá mẹ nhá. Rồi chốt cho em mà kẻ. Đẹp quá, kẻ đẹp quá. Tím của chị bé Linh. Kẻ 79.000. Không, hàng này hàng si em ơi. Con lấy ạ. À, mới làm gì có giá này. Rồi xanh cho em này, 95.000 ạ. Xanh 70.000. Xanh 70k này. Kẻ của chị BK Ho. Xanh 70.000. Kẻ quá, xanh size L 70.000. Ôi, con đen này đẹp nhá, các chị nhá. Đen size M cho em. Xanh của Nguyễn Thị Mai. Đen cho em 70.000. Đen 70k, xanh M nhé. Mình biết. Đen xanh M 70.000. Ôi, siêu phẩm 101 size L. Siêu phẩm 101 size L cho em. Siêu phẩm 101 size L. Đen của chị Mỹ Lâm. Siêu phẩm 101 size L. Ôi. Siêu phẩm của chị bé Linh. Thôi tin này không về tấm đất của chị đi ăn tối. Ừ, hay lắm. Biết được Phương. Cái đấy là cái xả của con Phương chị Thảo. Băng đây. Không, cái đấy là không. Mà cái này nó rút đây rồi. Mày nghĩ chị đi luôn à? Rồi con này khoác cho em. Khoác 90.000. Khoác size M 90.000.
Pass size M 90. Cái gì? Đi đâu? Khoác của chị mua em một chai à? Nước cam. Đấy. Thế mày mua luôn mày uống một mình à? Em rủ chị Yến cũng uống. Thì cứ mua đi, cho bảo uống nước thì mua một chai nước cam thôi. Em trả tiền. Mày không rủ cả các chị mày rủ mới Yến. Bạn em mày Yến ăn béo rồi. Khoác của chị ai đấy? Mú. Không bao giờ luôn, thì khóa bao giờ chị cũng để mú. Tao đéo hiểu sao thùng đấy, tao thấy không. Pi 69.000. Thằng khô hồn đấy. Ơ, hôm nay đi chìa khóa này à? Cái chìa khóa này vẫn ở đây. Pi 69.000. Hôm nào chị cũng để mú mà. Khóa của chị Hương Giang rồi nhá. Không, tiền đâu mà đi chợ. Siêu phẩm của chị bé Linh. Rồi ôi, rồi chốt cho em mà lâu 75.000. Lâu 75k cho em. Khoác của ai? Lâu 75.000 size L. Cái này mặc rộng rộng cho em mới đẹp nha các chị yêu nhá. Chị ấy thích đâu chưa? Được sáng rồi. Ôi trời ơi, đẹp quá các chị ơi này. Mày, chúng mày công nhận nó bị đâu. Không tốn nó mình vẫn anh nó thế đấy. Người đợi bảo sao like lâu như thế. Lâu của chị Hoài Tít sơ mi nhá. À. Tất nhiên rồi. Kiện chuyên cất kiện nhà lại không biết rồi sơ mi à. Rồi lâu tay bồng, 8.000 cho em. AL nhá. 80.000 con này đẹp quá. Đi rồi ạ. Tí có váy các chị nhá, tí có váy này. Đỏ size M 69k. Tay bồng của chị Song Mai. Đỏ size M, chú xin lại số đi. Chị Song Mai cho em xin lại số nhá. Tam Dương ạ. Đỏ size M 69. Thôi bị đè màu rồi. Áo bị đè màu. Anh Tiến bảo xe về muộn không kịp giao, sáng mai giao sớm. Nhưng mà bây giờ chị không biết là nó kiện như thế nào. Để chị hẹn khách lên tối ngày mai. Tối ngày mai khách mới đây đó. Tối nay thế mới cần đó. Thì anh ấy bảo là xem về muộn sáng mai đâu chứ. Bây giờ có xem được cái kiện đấy là kiện gì không? Đỏ của chị Tuyết Ca Phạm. Bỏ để bọn em sốt em hẹn khách đưa người Hân Lộ lên xem nào nhỉ. Này bị đè màu này, em sẽ bán rẻ nhá mọi người. Nó bị đè màu hay là mắc bị đè màu nhá mọi người không? Đó, cái màu hồng một ít cái hồng này bị đè màu đậm này, còn dưới thì đều màu. Đè màu cho em này. Chưa quay đâu chị ơi, em bận cả ngày hôm nay. Mai rảnh em gọi trực tiếp luôn cho chị nhá. Ok tình yêu thằng Xuân này. Rồi đè màu này, đè màu nhá. Đè màu 40.000 cho em. Đè màu 40k này. Kẻ 90.000 nhá. Kẻ 90.000 size L đẹp quá. Đẹp nhá. Ở đâu? Đè màu của chị Mỹ Linh. Bán được mấy đôi tất? Kẻ của chị Phạm Hiền. Mai sợ cái kia cho đi làm đi. À, nó đang cấp cứu nên không tỉnh ấy. Vàng. Ừ, vàng 100.000. Vàng 100.000. Thế mà chắc là bà chồng. Trắng 100.000. Trắng 100.000, trắng tay thêu nhá. Đẹp nhỉ? Con này đẹp nhỉ? Trắng 100.000 cho em Lan. Ủa con này kẹp đẹp quá các chị ơi. Này. Rộng rộng này xinh quá. Vàng của chị Bách Kim Quy Nguyễn. Rồi chốt cho em kẻ 85.000. Ok Vũ Thủy này. Đó. Sao bắt chửi được? Mày bị điên à? Bị buồn thì đi đi. Mày mặt mình nghề tóc sợ lắm. Tí nữa này. Beauty full mình rồi. Lâu này. Kẻ lâu bao tiền? 8.000 đúng không? Trắng ngôi chốt rồi mà. Trắng của chị Hoài Tít.
hở đẹp quá. Kẻ của chị Nguyễn Thị Mai. Gel mắt da này. Gel mắt da cho em cái này mọi người phối xô mi đẹp lắm. Con này size M, gel 69.000. Gel 69k cho em nhá. Gel 69.000 cho em Lan. Gel 69.000. Rồi size M này. Mà số 1 cho em. Mà số 1 69.000. Mà số 1 69.000 tiếp. Này, đẹp lắm. Gel của chị Minh Linh. Mà số 1 69.000. Năm ngoái mình thử đồ là mình quen đi Yến nhá. Lâu ý. Em lên năm ngoái không, không đẹp. Lâu cho em này. Lâu nhá. Lâu size màu. Lâu 69k. Áo chị mặc ai chốt rồi nhỉ? Big Kim Queen. Hả? Big Kim Queen. Big Kim Kim Nguyễn rồi. Lâu này. Lâu 69k. Tuyết Ca Phạm. Tay bồng size màu 70.000. Tay bồng nhá. Con này đẹp lắm. Em không thử thôi nhưng mà mọi người biết là con này năm ngoái là không có mà bán. Một kiện nó chỉ có duy nhất một con tay bồng cái này thôi. Mà kiện hôm nay thì có mấy con tay bồng cái này. Đó. Tay bồng nhá mọi người nhá. Nơ của chị Phạm Hiền. Rồi cao cổ đen 60.000. Cao cổ đen size M 60k này. Cao cổ đen size M 60.000. Tay bồng của chị Nguyễn Thanh Vân. Cao cổ đen 60.000. Đinh size L 69k. Đinh size L 69.000. Nhớ nhá. Tại vì chị đọc toàn theo ám hiệu. Đinh size L 69.000. Đinh 69.000. Cho không được. Ôi. Trong là lót lông cái này này các chị này. Cao cổ đen của chị Nguyễn Thị Mai. Tay theo này. Lót lông các chị nhá. Em thề luôn, mặc con này mà mùa này chắc là em mặc xong em chết luôn. Mặc tầm khoảng không một quạt nhá. Tầm khoảng 24 giờ. Đóng cửa kính. Này, nó lót lông cho em nhá. Tinh này, mai này. Đúng rồi. Cái này là một kiện đấy, duy nhất một kiện thôi. Kiện này 220 chiếc. Cái này hàng tuyển này. Rồi cái này chốt cho em mà theo nhá. Theo 100.000. Theo 100.000 lót lông nhá. Chốt cho em mà theo này. Rồi vàng cho em. Vàng 50.000. Vàng 50.000 size S này. Kiện như này 11.600.000. 11.600.000 mai cộng nhá. Rồi kiện đắt đấy. Theo của chị bán Nguyễn rẻ đi. Quá bố mẹ mất. Kiện này 11.600.000. 220 chiếc này. Rồi cho xem là vàng này. Rồi vàng của chị Mỹ Linh. Hàng hiệu size M 70.000. Hàng hiệu size M mấy giờ rồi? Mai thông. Hàng hiệu size M 70.000 các chị nhá. Màu đẹp quá. Mấy giờ rồi chăng chị? 6 giờ kém 15. 6 giờ kém 15. Hôm nay đến 7 giờ rồi. Hai trăm hai mươi chiếc. Đi đi mảnh như con điên đi. Cái gì? Nó không buồn, nó đang nói thế thôi. Mảnh thì làm sao con này bị đơ. Làm sao mà đi? Thì có làm sao đâu mà đi. Lan cứ bảo đi đi. Con này chốt trên má kem 70.000. Kem 70.000 này. Kem 70k này. Ai lại kem cho em kem 70.000 này. À vàng qua đấy. Mỹ Linh rồi. Vàng của Mỹ Linh rồi bé. Đúng rồi, chỉ cần là thôi, hàng thì mình không cần giặt. Chị rất là gì ạ? Có tí đến váy bây giờ đây. Đống váy đây đúng không? Rồi cao cổ 70.000. Làm sao chị nói cho Phạm Hiền. Kem của chị Phạm Hiền. Ui tay bồng. Rồi con này đẹp quá. Tay bồng cánh rơi này. Rồi cho em tay bồng cánh rơi 70.000. Thấy chị gửi lại hàng giúp em.
tay bồng cánh rơi 7.000. Hàng hiệu không? Ừ, hàng hiệu quá đẹp luôn. Tay bồng này, tay bồng nhá. Thật đấy. Hôm trước gửi một đống, hôm nay gửi một đống. Sao con hàng con này làm sao đấy? Kiểm tra gì đây? Chụp ảnh đi, chụp ảnh, mời chụp ảnh gửi qua Facebook chị. Đấy nó nhận cả gửi cả không lối mà nhận. Kiện này hết rồi. Tay bồng của chị mít thắm. Bây giờ chỉ bán nguyên kiện thôi. Nghĩa là kiện nào nó cũng đẹp sàng sàng như nhau nhá, chứ không có kiện nào xấu hay chết. Con nào cũng đẹp. Để chị khâu cho. Để chị đang xử lý. Alo. Hôm trước có một con mở để chị đang xử lý. Không cho. Thế bỏ bài gì qua. Có khoang rêu ấy, khoang rêu giá. Chưa, đưa chị làm. Chị đang còn chút ảnh. Rêu chứ. Chị đang bảo chị người yêu. Con này xong rồi chị đang đấy thì bảo thủng của chị sửa lại á. Cái này chị sửa được mà. Ừ, nhưng mà đưa chị làm nào? Đóng đi rồi. Chị móc được đấy, cái này móc khéo được mà. Chưa sửa được con nào luôn. Mẹ chúng mày gửi đến lúc khách nhận đồ hoàn lại mất công là tao mà. Em có ghi mà chị báo, em có ghi mà. Tháng này chắc phải hết. Thế là còn rất là nhiều đơn, tao không thích chụp vào Facebook. Tao gửi cho khách toàn về cho không khách ý. Chứ con đắt quá thì mình lấy. Mình hoàn về mà đâu toàn cho không khách những cái con áo ấy. Giờ cước về ba tiền rồi. Chị toàn quên thôi, như kiểu hóa đơn cũng quên cho vào. Sao cứ cái nhá, đóng thiếu cho khách cứ cái. Khách 5 cái đóng mẹ 4 cái thôi mà cứ cái. Cứ đếm đủ rồi mà. Thế ở chẳng nhà khách người ta nói điều à? Thế giờ cũng có một con gì à? Nhiều khi này. Siêu phẩm 90.000 này. Siêu phẩm 90.000 này. Siêu phẩm 9.000. Đã kiểm tra kỹ rồi. Siêu phẩm 9.000 này. Chị không mua của em, chị mua của người khác. Chị mua của người khác còn đắt hơn. Ôi trời ơi, xem giống hay không giống. Đâu là mì mới hơi đều thôi chứ. 9.000 này. Chị Yến ơi, đẩy đi em kéo. Đẩy đâu? Đẩy ra chứ mà. Rồi, lắm hổi luôn. Đến lúc một tháng này chắc phải mất gần 3 triệu tiền hoàn đi hoàn về đấy, xong trừ tiền hàng cho khách các kiểu các kiểu. Các kiểu con là việc. Mất mẹ một lương mà một người đây. Rồi trắng cho em 7.000 này. Bách Kim Ki Nguyễn này. Tối có trắng này, đẹp các chị nhá. Em vừa là xong mà em nó nóng này, nó còn nguyên hơi nóng của cái áo. Trắng 7.000 này. Cái vàng của ai này? Trắng Nguyễn Thị Mai này. Khách quen đó. Thật đó. Trắng bên Lâm Ngọt. Diễn đi chơi. Nguyễn Thị Mai ra là nó không thay avatar luôn ý, cái con này. Hay gì nhỉ? Em cũng hay để lâu lâu, em khi nào kiểu tự dưng nhớ ra xong rồi. Rồi khoác cho em 9.000. Đúng rồi, mình cũng không mua của em thì mình mua của người khác. Và nếu mà ai đã mua len ở nhà khác rồi thì mọi người biết len nhà em bán thế này là quá là rẻ nhá. Quá là rẻ các chị ạ. Chưa trừ khấu hao này, những con mà không bán được lối lầm các kiểu, tặng khách còn là trừ cho khách này. Từ từ nhá. Ưu tiên ra rửa đôn này. Phải đấy. Hoa của chị Thiên Bình. Phải luôn. Ngày xưa Tiến mùng 2 mà trả hàng bom. Mùng 2 âm mong mà hàng bom đến. Tao bắt mang về. Thằng kia với thằng bưu điện. Nhưng nó không để bị âm với dương. Phát hẳn lưng bao. Lưng bao đấy. Hôm nay em cơ chưa. Sao mọi người cứ phải kiêng kỵ tháng 7 ở thế nào nhỉ? Mình có kiêng đâu,
mình chỉ kiên mùng 1, mùng 2 âm trả hàng nhé. Không, ông ấy đang nói chuyện là kiểu mọi người cứ bảo tháng 7 là tháng. Rồi 100.000 cho em size S. Con này tầm 48 cân quay đầu, 100.000 size S. Đúng rồi. Nay xỉ theo kiện còn là ấy khoác lâu của Nguyễn Ly này. Con này đẹp lắm. Nay năm nay thì đẹp kinh khủng luôn. Các chị nhá. Nguyễn Ly này. Thế à? Đúng rồi. Không, nhiều người không biết mà kỵ thị lắm. Họ tưởng xấu ấy. Nhưng quan trọng là bao đổi lối rồi. Mà cái đơn của cái ấy bà Tuyết toàn dinh nữa thôi. Bà Tuyết à, không phải trả. Làm gì đến ba cái áo bị rồi. Của Dương Hải Yến. Đàm Hương Yến. Bà kiểm tra bà mặc ngất lên với cái điện thoại. Bà kiểm tra nó rồi. Tao không muốn đập điện thoại bà. Nó tiếp tao không được điều chỉnh. Rồi vàng cho em này. Ui, vàng nhá. Vàng 80.000 cho em. Cái con này mọi người đi mua tàn trăm mấy thôi. Đéo nói chuyện nữa. Vàng 80.000. Tập trung ra đi. Vàng 80.000 này. Rồi chốt cho em mà lâu này. Lâu 80k. Size L này. Lâu 80.000 size L này. Lâu 80k size L. Lâu 80.000 size L. À đâu? Đâu phải lâu. Con đấy là rêu, em nhầm. Rồi siêu phẩm cho em 90.000. Siêu phẩm 90.000. Vàng của chị Nguyễn Thị Mai. Siêu phẩm 90.000 này. Không phải đang rất là bực mình khi những cái đơn mà báo lối bẩn mà rõ ràng nhá, kiểm tra các kiểu rồi đó, cái khâu kiểm tra rất là lâu mà vẫn bị những cái đơn đấy hoàn về thì rất là mất thời gian luôn. Siêu phẩm, siêu phẩm của chị Phạm Hiền. Ôi con này này, con này đẹp, chính ra con này rất là đẹp nha các chị nhá. Các chị cứ thấy cái con trơn trơn này mà không chốt là các chị hơi nhầm luôn. Người chốt lâu mà. Đấy con đấy chị đọc lâu đấy. Lâu của chị Kim Anh. Nhưng mà xem có phải không hề chốt lâu này. Cái này là vàng đúng không? Chị hỏi chị Kim Anh chốt con lông lâu đúng không? Rồi con này chốt trên mà đẹp 85.000. Đẹp nhở? Đấy nhìn nó không đẹp nhưng mà mặc lên rất là đẹp. 85.000 con này cho em. Kem size S 60.000. Kem size S 60.000 này. Kem size S 60k này. Mà đây của Nguyễn Ly này. Kem size S 60.000 nhá. Trời ơi. Kẻ đỏ đẹp nhá. Kẻ đỏ 70.000. Kẻ đỏ 70.000 này. Nhiều lúc tao chửi chúng mày là tao đeo à. Thật đéo được chửi. Huyền tặng bảo chị tư là chị đọc chấp. Kẻ đỏ này. Kem của chị Phạm Hiền này. Bà ba ở đây làm thêm được tầm 5 phút thôi. Bà nằm chơi điện thoại này. Có hôm một tờ báo. Bây giờ đi sớm nhà đời là kho cũ ấy à. Kẻ đỏ của chị tốt cho ai đấy? Kẻ đỏ á, kẻ đỏ là cho ai đâu? Trần Cẩm Nhung kẻ đỏ này. Chị Trần Cẩm Nhung cho em xin số nha. Rồi, mã số 1 này, 79.000 đẹp nhỉ. Con này đẹp với chị nhá, dáng hơi A. Không tí gì lại lại, chị ơi chị mặc cho. Con này đẹp mà, mã số 1 79.000. Mã số 1 79, con này cho trai ở Nguyễn Ly đúng không? Mà đẹp đấy. Mà đẹp thật mà. Con này đẹp mà em không thấy ai chốt này. Con này là màu kiểu màu gì nhỉ? Cái này len chưa giặt mà thơm ý nhỉ? Cái quả này đẹp. Đây này. Đẹp cực kỳ luôn. Vừa bán bao tiền nhỉ? 80.000. 80.000 con này này. Chốt cho em mà lông đi. Lông 80.000. Thế nhá, gần như là kiểu dấu quần cho em. 80.000 cho em. Có thấy chị BK Ho nhá.
Phương Thảo toàn chốt sau thôi. Ông Ánh size L này. Ông Ánh size L 70.000. Con này đi mua tầm 350.000 này. Ông Ánh size L 70.000 cho em. À để Ông Ánh chốt Ông Ánh này. Ông Ánh 70.000 size L này. 55 cân đổ lại này. Chốt cho em mà xanh than đi. Đó, đỏ xanh than này, xanh than 70.000. Xanh than 70.000 này. Xanh than 70.000 này. Ông Ánh của chị An Phương, còn có đơn rồi đúng không? An Phương đưa rồi. Lông size L 100k. Lông size L 100.000 về dặn Tiến nè. Đừng có dán đè vào cái ấy nhá. Chị An Phương cho em xin lại nghĩa số là đến nhá. Lúc mà biêu tá gọi báo sai số là mình không cần gọi lại cho khách. Mình không phải lục điện thoại. Hôm nay mấy đơn sai, ba đơn sai, hai đơn sai rồi đấy. Chị bảo là bình tĩnh nghe cháu nói xong chú muốn có gì nói. Bây giờ chú có nhìn cái thấy Hello Kitty đối diện không? Đó, gọi chính xác cái số đấy cho cháu. Nếu mà hai số giống nhau thì con đấy nó xanh thang của chị An Phương. Bảo anh ấy dám lên mặt. Ừ, đừng có dán đè lên, tại vì là nhiều lúc lên sai số đấy. Lâm của chị Kim Anh. Thế thì một là Lâm hay là ấy thôi chứ. Rồi chốt cho em Gen 80.000. Gen size M 80.000. Chị dặn rồi mà, dặn mà. Sợ Thúy với cả người mới kiểu như Gen 80.000. Rồi kẻ này. Kẻ size M cho em. Đi cho em nhé. Kẻ size M 8.000. Lông đúng không? Kẻ size M 80k này. Kẻ đồng kia đang đèo ở đâu đấy? Lông nào nhỉ? Có hai mã lông. Mà đều hai mã lông đâu? Cái kia lông lông. Cái kia cũng lông ơi. Cái này cũng lông. Chả biết các chị chốt lông nào. Các chị chốt lông nào đây? Các chị rốt chốt lông tơi. Đưa đi hủy con lông kẻ đi. Cái này qua lâu rồi mà đổ. Điên à? Kẻ này đâu kẻ tim mình này đâu này đẹp thế các chị ơi. 58 cân quay đầu này. Tên của chị Nguyễn Thanh Vân. Má đẹp 80.000 cho em. Má đẹp 80k các chị nhá. Đẹp quá các chị ơi. Má đẹp 80.000. Má đẹp 80.000. Rồi con xanh này mà ai không chốt thì rất là tiếc này. Cái này mọi người phối sơ mi vào cho em. Xanh này đẹp, xanh size S thôi, tầm 48-49 cân thôi. Xanh 70.000 nha. Chốt cho em xanh 70.000. Lông kẻ này. Qua rồi. Ok chị, chốt cho em xanh này. Mã đẹp của chị Mai Tuyết. Xanh của chị An Phương. Rồi đen này, đen 60k size L nhá. Ai thích len màu đen thì chốt này. Đó, len nhà em này. Cái đây là len mịn nhá. Gọi chứ là hay phần thừng nhưng mà hôm nay em lai len mịn. Rồi, màu đẹp đẹp này. Này, cái này mặc lệch vai được. Mối tiêu 69.000. Đen của chị An Phương này. Mối tiêu size L 69.000. Váy đợi tí nó đang bị lấp ở đây này. Chị phải like hết cái mấy cái áo này chị mới ấy. Rồi hàng hiệu 80.000 cho em. Hàng hiệu tay thổ cẩm nhá. Có váy mà nó đang bị lấp đây này. Rồi chốt cho em hàng hiệu này. Ừ không dám. Anh bảo để tí anh đang ở đây. Rồi chốt cho em phối này. Hàng hiệu của chị Phạm Hiền. Phối trắng 89.000. Phối trắng 89.000. Hàng hiệu của ai? An Phương này. Mày tí bà chửi tao chết. Chị Phạm Hiền sau này. Em xin lỗi chị Phạm Hiền nhá. Nó chốt linh tinh. Chị An Phương đầu tiên này. Nguyễn Thị Mai thứ hai này. Chị Phạm Hiền thứ ba này. Em đang chốt hai mày các chị nhá. Rồi chốt cho em bạc phối màu. Em là 100.000 á. Khách chốt rồi. Phối của chị Hoài Tít này. Ôi, lên con tay bồng nữa các chị nhá.
Mọi người thích em thử luôn con này cho các chị. Bao giờ em like con phố này là em không cần dơ các kiểu thì mọi người đã biết là nó đẹp như thế nào rồi. Dáng nó lại đẹp lắm. Đây này, giống như này em đang lồng nhá, lồng áo sơ mi nó hơi cộm, hình như mặc trái không. Là đây đấy, tay bồng 80.000. Đó, tay nó thế này này. Cái này thì em chưa có thử cho các chị xem, hôm nay em đã thử rồi. Giờ bù lại con lông kia thì em lên một con lông khác. Lông 100.000, lông thêu 100.000, size L này. Lông thêu 100.000 size L này. Tay bồng này, nhường cho Nguyễn Thị Hiền chị nhá. Nguyễn Thị Hiền cho số này, lông thêu 100.000. Rồi cho em lông theo này. Lông theo này. Miến Thị Hiền này là khách quen này. Tay bồng Miến Thị Hiền này. Đấy là có, còn đấy, còn tình yêu ơi, còn một con màu đỏ đẹp cục. Chị chốt lông theo. Lông theo này. Lông theo này. Bách Kim Ki Nguyễn đầu tiên này. Còn mà, còn có tay bồng mà. Đợi em tí nhá. Rồi, đẹp chưa? Rồi, cho em phối màu 8.000. Phối màu size L 80.000. Phối màu size L 80.000. Có mú size S nhá. Có mú size S này. Có mú 80.000 cho em. Có mú 80.000. Ok chị Gen Phạm này, có mũ cho em này. Nhưng mà chị phải công nhận là rẻ đúng không? Có mũ 80.000 này. Chị Nguyễn Thị Hiền không cho số. Cho rồi. Đâu, không thấy đâu. Không thấy đâu, đúng không thấy. Chị Nguyễn Thị Hiền. Ghi đi 0359 685387. Ok, lên váy bây giờ 0359685387. Lên váy bây giờ nhá. Nó đang bị đè ở dưới này nên nó hơi khó đấy. Rồi xanh size L cho em. Xanh 6.000 size L. Hơi dấu quần con này mặc đẹp. Xanh 6.000 size L này. Xanh 6.000 size L này. Đúng rồi. Xanh 6.000 size L này. Chị Tuyết bảo xem tin nhắn. Quần. Có mũ của chị Phạm Hiền. Ôi con này đẹp quá chị ơi. Rồi chốt cho em cao cổ 80.000. Cao cổ 80.000 này. Đẹp quá con này, size L cho em nhá. Màu xanh gel của chị này. Mỹ Linh. Chốt cho em cao cổ. Cổ chị An Phương. Hiền ngắn đi hết rồi à chị. Bà tiếp càng ngày càng ngắn. Rồi chốt cho em váy này. Váy nhá. Váy này rêu. Váy 80.000. Váy 80.000. Phương chưa mắc bệnh nói nhiều nhỉ. Đây một loạt váy đây đúng không. Một loạt váy với chân váy này. Xanh váy của chị Mỹ Linh nhá. Váy 80.000 nhá. Cao cổ nó con nào? Cao cổ ai? Mỹ Nhân. Cao cổ ai? Ừ. Con này cao cổ này. Nhưng mà dạng váy cho em. Chốt đều nó như nhìn hai máy thôi thôi. Chân váy size S này. Chân váy size S 60.000. Đẹp nhá chị nhá. Chân váy size S 60.000. Rồi con này màu gì đi nhỉ? Hồng hồng. Má số 165.000. Má số 1 sẽ 65.000 đi. Thích mặc mấy chất cốt tông mềm mềm.
mua ở trên Coca Bảo Ngọc. Kiểu không mua mấy cái bộ trên mạng, mua hàng lau xi, hàng nguyên hộp của nó ấy. Tao nói cho mày rồi, mày mua cho con mày đấy. Mua hàng chính hãng ấy, nó cái chất nó mềm, nó dai. Còn kia nó hay bạc màu ấy. Rồi đỏ rượu vang cho em size L nhá, đỏ rượu vang này. Rồi cho em váy 70.000. Váy 70.000 này, váy rượu vang nhá, váy 70.000. Những con này mọi người mua tầm khoảng 150.000 hết cho em, 150.000 hết cho chị nhá. Đó. Mình lấy được. Rồi váy xám. Váy xám này. Váy xám 69.000 size M. Váy xám 69K size M này. Rồi váy 70K của chị Hà Thi Lê. Váy lâu 89.000, cho trên váy lâu 89K. Cho trên váy lâu 89.000. Cái này là pha chất da lụm nhá. Pha rất chất da lụm cho em. Cái này mà chị Phạm Hiền không chốt thì em lên shop Villa của chị tên là gì em tìm lại đâu ạ. Váy nâu. Áo choàng cho em này. Choàng 50.000 này. Choàng 50.000 cho em. Choàng 50.000 này. Váy lâu Nguyễn Ly đúng không? Nguyễn Ly này. Choàng đen 50.000 các chị nhé. Choàng đen 50.000. Rồi khoác đỏ 80.000. Khoác đỏ 8.000. Khoác đỏ rượu vang cho em nhé. 8.000. Tự dưng sao bị chói thế nhỉ? Chị Lam ở chiều chị Lam không ạ? Rồi chân cái gì? Thôi chẳng. Em mở vừa chân váy đỏ nhá. Chân váy đỏ đuôi cá cho em 50.000. Chân váy đỏ 50.000. Khoác đỏ Nguyễn Ly này. Rồi kem size M này. Kem size M các chị nhá. Kem size M 69.000. Hôm nay không khí nó cứ kiểu gì. Kem size M 69.000. Kem size M 69.000. Tại sống không ngủ được. Ngủ gật. Nếu mà đi làm quán nước còn ngủ gật. Không chết làm được. XO làm gì hết. Một rưỡi có đi làm ra ngoài bàn thì em ngủ có hàng gật. Ờ em làm kia em toàn ngủ. Khách đâu chẳng ngủ. Thêm 100.000. Thêm 100.000 này. Để cho chị đi làm Prima nhá. Mạnh ơi. Lương 1.500.000. Cái em của chị Thiên Bình. Cái này 15 thì 2 mình nhớ bao nhiêu nhỉ? Mười mấy nhỉ? À Linh mấy nhỉ? Mười mấy chứ. À Linh mấy chứ. Theo này. Theo ở trong nghỉ. Nghĩa là chưa theo không được của chị về. An Phương. Đã không về mà bắt lúc cơm. Bắt lúc cơm chúng ta ăn xong rồi. Ăn cơm thì nó ngồi rửa bát nhá. Chưa để được ngủ. Bắt trong quầy hả? Chúng nó đi ngủ hết mình ngồi trong. Cứ ngồi cả mà để ngủ quá đái thôi. Em ngủ. Rồi gu xì này. Ngủ 2-3 giờ. Gu xì hàng hiệu cho em 150.000 các chị ơi. Đi mua cái này trên dưới 350.000 cho em. Này các chị này. Đồng khách thì thôi rồi. Chốt ngay con gu xì này cho em. Hàng hiệu các chị nhá. Quá xuất sắc luôn. Luôn. Qua lấy áo con đéo qua. Thứ bảy nhật thôi. 150.000 cho em Lan. 150.000 con này các chị nhá. Nhanh tay cho em, con này quá đẹp. Theo của chị tên này. Theo của ai? Kem mấy của chị Thiên Bình nhá. Theo của chị An Phương. Hàng hiệu này. Má hàng hiệu à? Gucci hàng hiệu hay là móng 150. Rồi đọc lại báo này này, con lại nhầm. Rồi trước con này này em này, mã số ghi em ghi lại mã số này nhá. 17
17832365. 17832365 cho em. Rồi cái này size L này. Cái này nó như thế này nhá. Đó. Rồi chốt cho em kể 85.000 khâu cúc cổ nhá. Khâu cúc này 85.000 nhá. Sao lại nghỉ ở đấy? Mã 1782365 của chị An Lau Phương. Lau size S 65.000. Lau size S 65.000. Em có nhìn mấy kìa. Nhưng mà không sao. Ok của chị An Phương này. Dự phòng là Trần Thị Quý này. Rồi cái này chốt cho em này lâu này. Rồi size L này, lâu 60.000. Kể là bao tiền? Kể 85.000. Rồi cái này đan nhung, váy đan nhung cho em này. Cái này giặt ra ấy nhỉ? Kể chị Hoài Tít. Rồi má số 190.000 nha. Má số 190.000. Má số 190.000. Đây cái này lót lông cho em nhá. Lót lông và bị bẩn này. Bị bẩn ấy sẽ bán rẻ các chị nhá. Đó mọi người về giặt giúp em này. Áo bị bẩn. Vừa lấy về chốt cho chị. Áo bị bẩn 35.000. Áo bị bẩn size M 35.000. Chốt cho em áo bị bẩn 35.000. Rồi size L này. Có một đơn một nữa. Có một đơn một hôm qua. Phối màu 9.000 size L. Nguyễn Thị Mai này, áo bị bẩn này. Em phối màu này. Phối màu 90.000 này. Em tưởng chị gọi điện thoại chị. Rồi váy hồng size L 65.000. Sáng nay chị chốt đơn. Sáng nay soạn đơn có tên chị mà chị đã gọi đến chị đấy. Váy hồng 65.000 cho em. Thế đâu mà có đơn một mà lại không? Nhưng mà là chị Hương cái điện thoại của em gọi à. Lâu 50.000 cho em. Lâu size S 50.000 này. Lâu size S 50k nhá. Lâu size S 50.000. Váy hồng của chị Hà Thi Lê Lê. Rồi quần size SM này. Con này mùa đông mặc đẹp nhỉ. Chất ngời ngợi luôn. Ồ, bên mình làm gì bán con này. Toàn, chị thấy nhá, toàn màu thì chị Phạm Hiền. Thôi, Hiến mặc đi. Có xìu xù bông lên đi. Xong nó lại nhìn chiếc mạng đẹp nhỉ. Chị Thị Trôm cho em xin số nhá. Quần 7.000 cho em size SM nhá. Xuất sắc luôn các chị ạ. Quần 7.000 size SM cho em. Quần 7.000 size SM này. Rồi má số 1 79.000 size M. Má số 1 79k size M. Quần của chị Đỗ Mai. Má số 1 79.000 size M nhá. Váy body 70.000. Váy body dạng tâm này, qua đầu gối cho em nhé. Váy body 70.000 qua đầu gối cho em. Váy body 70.000 qua đầu gối đi. Trắng size M nhá. Trắng body size M. Cái đây là cái gì? Mã 1 của chị An Phương. Cái này là má gì? Gì? Cái tay em là má gì? Đâu đây đây. Rồi trắng 40.000 cho em. Trắng size SM 40.000 nhá. Trắng size SM 40.000 này. Má 1 là cái đấy đấy. Váy body của chị An Phương. Chị Heo PP cho em xin số nhá. Heo PP cho em số này. Đấy, đẹp chưa, đẹp nhỉ. Cầm lên mấy cái con áo này không đẹp. Nhưng mà cái cổ để nó kết hợp. Chủ yếu là cái cổ này kết hợp xung mi. Đỏ 70.000 cho em Lam nhá. Đỏ cái này mọi người mặc quần jean cho em đi. Mặc quần jean rất là đẹp. Đỏ 70.000 cho em Lam nhá. Chị Heo PP cho em xin số.
lưu luôn số heo mini ở nhà Mai lưu luôn này. Rồi mà đinh đinh xe M 70.000. Thế là bỏ bánh chuối ra mà ăn. Chị Hoa đang chỉ đựng bụng. Đinh xe M 70.000. Đinh nhá, đinh xe M 70.000. Trắng của ai? Heo pipi. Ừ, trắng của heo pipi mà trắng bị hồng rồi. Thấy không? Xanh nó tẩy được không? À đấy, đỏ chốt đỏ của em này. Đỏ của chị An Phương. Đấy có những cái con body như này rất là đẹp. Đinh của chị Nguyễn Thanh Vân. Lâu size SM 60.000 nha các chị nhá. Cái này dáng body. Lâu size SM tay le này 60.000. Lâu size SM 60.000. Tối hôm qua chị chốt đen. Mèo 60.000 size M. Mèo 60k size M này. Tối nay chị nghỉ rồi. Tối nay đi ăn rồi. Nâu của chị Nguyễn Thanh Vân. Mèo có 2 con nhá. Mèo 60.000 size M nhân lan. Đẹp cực kỳ luôn. Mèo chốt cho em bảo mèo nhá. Mèo 60.000. Mùa đông năm ngoái, năm kia. Rồi này, đốm vàng 75.000 size M. Đốm vàng 75.000 size M. Không thấy bé cao ho chốt mà. Chị Thiên Bình chốt theo mã nhỉ. Xả cái rêu thì chẳng. Đốm vàng của chị Nguyễn Thị Mai. Hay cái gì đấy? Tôi có này chốt cho em lông 60 à lông 80.000. Lông size M 80.000. Lông size M 80.000. Lông của chị BK Ho. Váy body nhá. Váy body 70.000 size M mang ra đây. Váy body 70k size M này. Váy body à. Váy body này. Chị Bảo Vi. Cái này để giặt chứ. Rồi trắng 69k. Con này đẹp này. Trắng 69.000. 58 cân quay đầu. Trắng 69.000, 58 cân quay đầu. Váy body của chị Heo PP. Rồi, lệch vai này. Lệch vai ngọc trai nhá. 53 cân cộng 52 cân quay đầu. Ngọc trai 65.000 cho em lan. Cho em ngọc trai 65.000. À cộng cho chị ngày hôm qua được like được bao nhiêu đấy? Ngọc trai 65.000. Ngọc trai của chị An Phương. Rồi cao cổ này. 55 cân đổ lại nhá. Cao cổ đen 50.000 cho em. Cao cổ 50.000. Trắng của chị An Phương. Chân váy size ML nhá. Ui. Chân váy 60.000 size ML cho em. Chân váy dáng phuông gen này. Lấy vai ngọc trai nữa này. Rồi size M nhá. Chân váy này cực hiếm. 60.000 chân váy. Xanh có cúc size S này. Chốt cho em xanh này. Đâu? Con nào? Xanh 69.000 nhá. Con cho em xanh 69.000. Này. Đó. Con này xay 50 cân đổ lại này. 50k chốt cho mặt trắng. Trắng 50.000 này. Bật quạt đi cho nó. Được không? Mở mắt rồi. Xanh Nguyễn Thi này. Tối chốt cho em là trắng 50.000. Mấy con này dáng bó cho em lan này.
xanh lót lông nhá. Xanh lót lông 60.000. Xanh lót lông 60k này, size S nhá. Lót lông 60 size S. Nhiều không? Nhiều. Rồi vàng size L 70.000. Vàng size L 7.000 này. Ok tình yêu. Rồi vàng này 70.000 size L này. Không. Vàng của chị Mộc Trà. Ý không là ý là dồn cái ngày hai cái chọn đâu. Cùng cái này để chọn chốt thử. Ừ, ý là vứt cái này vào đây để thử. Rồi siêu phẩm này. Siêu phẩm size L 90.000. Siêu phẩm size L 90.000. À ok. Siêu phẩm size L 90.000. Mã số 1 cho em này. Size M 85.000. 85.000 nhá. Mày có mày là anh về 85.000 nha em. 85.000 bán 1 cho mày. 89 là siêu phẩm của chị An Phương. Mà mua đâu nào? Mà mua bao tiền? 185.000. Đâu 85.000. Muốn vàng nhé. Mà mua đâu nào? Mà chị đang cầm ấy. Đây á? Ừ. Banh để. Siêu phẩm size L cơ mà. Số 1 của Vanh Đệ này. Tâm Lê có đơn như Tâm Lê nhỉ? Mai Tuyết này. Mai Tuyết này. Chuyển đi. Mai Tuyết. Rồi size L này. Yêu này. Yêu 90.000 size L cho em. Yêu 90.000 size L. Yêu 90.000 size L này. Cho chân yêu này 90.000 size L. Hồng size 60.000. Cái này đúng hay to? To lắm. Hồng size 60.000 này. Hồng size 60.000 này. Yêu đẹp lắm. Hồng của Mai Mai có đơn chưa? Chị Mai Mai cho em xin số nhá. Không không, tại vì là bạn ấy hỏi cái áo đấy trước nên là chốt lại má mới bằng tiền để cho mọi người à, cho bạn ấy chốt. Tâm Lê của chị. Tâm Lê này có đơn gọi chốt rồi. Đơn Tâm Lê đi rồi Tâm Lê ơi. Tâm Lê cho chị ở số điện thoại nhá. Sám 69.000. Sám 69k này. Cái này sám tốt sám 69. Rồi đen trắng 100.000. Đen trắng này. Đen trắng váy đen trắng váy lông nhá. Đó thường những con lông của những con siêu phẩm đấy mày bán giá 100. Này. Có thêm 100.000. Chị Hoài Tít đâu rồi? Có chốt con bồng bềnh này không? Đen trắng của chị Mỹ Nhâm. Đẹp nhờ, màu này xinh nhờ. Tay bồng này. Đẹp quá. 90.000 mà số 1 cho em. Size ML vừa hết. Đẹp nhỉ. 90.000 mà số 1. Đây là sống trong ngú rồi. Alo ạ. Alo ạ.
lại đỡ thông qua nhá. Bạn em kẻ 70.000 cm, kẻ 70k cm. Ôi quên mình có nước rồi mà. Xong qua là đơn gì? Không nghe á. Ừ. Hôm nay đi thì có. Chị hơi hơi có kìa, không chứ. Có cái đơn đợi chứng khoán. Alo ạ. Mà ngày hôm qua không có đơn, không nghe máy á. Nhầm. Mày điêu. Alo ạ. Có. Có đùa 100% đơn không nghe máy thì chị Lan cho em. Mới hôm qua để ở đâu chị Hương? Kẻ của Kim Anh này. Sáng nay bỏ ra có Ngọc Sương bị ấy thì gộp hết vào đơn rồi thì nó còn đang. Làm thì không được có đơn nào, kể cả đơn 1 không có đơn không nghe máy á. Đơn 1 có. Kiểm tra đi, gọi lại đi để chị mà xả luôn. Thường mấy con đơn 1 toàn con siêu phẩm luôn. Xả luôn cho khách VIP đi. Rồi, con này chốt cho mà to này. Ô sao Trinh không nói gì thế em? Ăn lắm vào. Trinh ông ơi. Rồi cái này chốt cho em này. Mà số 2 nhá, cái này lệch vai được. Mà số 2 80.000. Cái này hiếm này, mà số 2 80.000. Mà số 2 80k này. Đợi khi về. Đợi nước ngọt của chị tiếp đến giờ về. Không bán sắp về rồi. Mai bắt bán làm gì nhá. Để có nguyên thì bảo bán. Rồi lông tím này. Lông tím 100.000 cho em. Ok này. Cái này size M nhá. Cái này tầm 51 cân này. Đẹp cực kỳ luôn. Em không hiểu tại sao gọi 2 ngày mà các chị không nghe mày. 100.000 này. Lông tím của một trà. Áo khoác à, áo khoác mai các chị nhá. Rồi trái tim cho em 120.000. Trái tim lông 120.000 các chị nhá. Tổ chức đỉnh quá chị ơi. Con này mua chỗ khác 250.000. Đảm bảo mọi người mua con này chỗ khác hàng xuyên 250.000 cho em. Đây là váy đúng không? Đấy cái này bỏ bỏ cổ sơ mi ra cũng được. Ai nhắn tin? Ai nhắn tin? Hoàng nhắn tin chịu Uyển. Nhắn tin chứ. Điên à? Không. Đi ăn đấu cơm gì? Mang rượu đi. Trời ơi. Đi ăn nhà hàng mang rượu ở nhà đi. Ừ, chưa thấy bao giờ à? Rượu em hơi bị nhầm luôn. Kể cả mấy ông nhá. Kể cả mấy ông. Kể cả nhà nước các kiểu họ bây giờ họ đi ăn họ toàn mang rượu. Rượu quán toàn rượu định. Câu đầu xong chết. Đấy, thế mày còn hỏi câu đấy. Ngừ thế nhỉ. Đúng ở đâu. Giờ nghe chị. Chị Mộc Trà cho em xin lại số nhá. Lâu size L 8.000. Lâu size L 8.000 này. Váy lâu 8.000 size L. Mai Hà.
Y tế bảo nó không nghi gì. Không. Thế vạch, bỏ anh vạch cái bao xem ở bên trong lót vải hay lót gì, lót túi bóng. Vạch cái bao ra xem ở bên trong lót vải lót túi bóng. Bảo anh nghe nó đi. Làm thế nó đi. Anh đang ở đó à, gọi cho em xem rồi. Nếu mà vải là len, sợ nó gửi xong kiện máy cho mình chứ. Rồi chốt cho em hàng hiệu sang chảnh này. Hàng hiệu 100.000 size M nhá. Con này 55 cân quay đầu. Hàng hiệu 100.000 này. Bằng vải là lên rồi. Nó phải. Ok. Hàng hiệu cho em 100.000. Này 1.000 cho em này. Em thề luôn, những cái con mà em bán 7-8.000, 100.000 thì mọi người mua cho khác bèo lắm. Cũng là tầm khoảng 170-280.000. Hàng hiệu của chị Nguyễn Thị Mai. Bú đỏ hoa chốt à? Đùa em á. Con bố đỏ đẹp thế này mà. Thôi mà cao mà. Rồi kem nhá. Kem kem sẽ 60.000. Để tao đi xem. Size L siêu phẩm 100.000. Chúng mày giấu cho quá tao đúng không? Thầy đang bắt. Size L siêu phẩm 100 nào. Kem của chị Mai Mai. Mai đấy. Cô bảo là đứa năm giấu tối chị cho đi tăng 2 tăng 3 nhé. Tôi từ 1 triệu nhá. Rồi theo này. Kem đây. Cô tập trung đi, không chơi nữa. Tối chơi xong. Theo, theo bao tiền? Theo size M nhá. Siêu phẩm 100.000. Theo 90.000 cho em. Siêu phẩm là đây. Theo cho em Trần Lan Anh này. Chị Trần Lan Anh chân số nhá. Dám muộn nói. Phối màu 8.000 size L. Phối màu 80k size L này. Phối màu chị là Trần Lan Anh khách quan em. Phối màu 8.000 size L. Chị lâu lâu cũng làm cái này. Chị ơi xem lại số xem chuẩn chưa nha. Đẹp chưa. 140.000 con này cho em, size L nhá. 140.000 dấu quần. Thế luôn, cái này mặc quần dài bên trong xong là mùa đông mọi người đi bốt vào thì đỉnh luôn. 140.000 size L cho em nha. Phối màu của chị Nguyễn Thị Mai. Rồi xuất sắc cho chị ơi. Này, đẹp như thế này cơ mà. Đó. Này, hai mặt nhá. Không phải là một mặt mà là hai mặt cho em. Đỉnh của đỉnh. Đảm bảo là chỉ có hàng si mới có thôi. Hàng mới không có đâu, 140.000 cho em. Chị cho số cho em không thấy à? Chị Lan Anh Trương này. Chị Hương không ghi bảo. Chị Hương không ghi bảo.